Và kính thưa quý vị, trong cái buổi họp báo ngày hôm nay tại hành lang, chúng tôi trò chuyện cùng với lại thượng nghị sĩ Trần Ánh Nguyệt, và được biết là dự luật SB 895 chị đang trong tiến trình vừa qua thì đã được thông qua về mặt căn bản. Thì hiện tại bây giờ thì chị có thể cho biết là nó cái quá trình mà mình làm luật cái gì tới đâu? Dạ, thưa quý vị, đã thông qua được thượng viện, cơ quan thượng viện của giáo dục là 60 phiếu, và bây giờ đang đợi ở trong cái cơ quan chủ trì của thượng viện. Và sau thứ 25 tháng 5 tới đây mình sẽ biết cơ quan chủ trì nó có thông qua được hay không. Thông qua được á, là cấp đó đó chúng tôi trình bày SB 895 trên thượng viện cho 40 thượng nghị sĩ ủng hộ, hay là ủng hộ mình phải cần tới 21 thượng nghị sĩ phải ủng hộ chấp nhận mới được cái dự luật SB 895 mới qua được hạ viện. Vậy thì là hiện tại bây giờ thì chúng ta đang cần cái gì nữa để cho cái dự luật nó được hình thành thưa chị? Dạ, thưa quý vị, chúng tôi mong là còn chỉ có mấy ngày nữa thôi mà mình send một cái message cho thượng viện á, là cộng đồng chúng ta đoàn kết. Và chúng tôi đã xin cảm ơn quý vị đã, quý vị nào đã ký trong chữ ký rồi, xin quý vị kiếm bạn bè của quý vị hay con cái của quý vị lên trên mạng bảo vệ cộng đồng .com để cho quý vị tiếp tục ký. Và chúng tôi mong là đem được thứ năm này, 24 tháng 5 á, là mình đem lại lên thượng viện nói là ok, bữa nay á, last time á, trong cái hearing của cơ quan y tế, cơ quan thượng viện chủ trì có 6,000-7,000 chữ ký, năm bữa nay chúng tôi có 15,000, hơn 10,000, 13,000. Rồi mình đã, bây giờ bữa nay đã có 10,000 rồi. Chúng tôi mong là mình thông qua được càng nhiều càng tốt. Mình mong là mình nói được 15,000. Và không 15,000 cũng không sao quý vị, mình the more the better, là tại nó nói lên cái đoàn kết của cộng đồng chúng ta. Rồi chúng tôi xin mong quý vị một lần nữa giúp cho Janet show to thủ đô Sacramento là mình sẽ đoàn kết người Việt Nam quốc gia, người Việt Nam tị nạn, và một đứa con chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa sẽ đứng trên thượng viện chung với quý vị, mà mình sẽ tranh đấu cho cái dự luật SB 895 một lần nữa là bảo vệ cộng đồng .com. Tức là đồng hương mình muốn ký ủng hộ dự luật này thì có bao nhiêu cách để ủng hộ cho nó? Dạ, xin quý vị lên trên cái website bảo vệ cộng đồng .com. Xin cảm ơn.